Làng hài mở hội mừng xuân đã trở lại. Một chương trình nhạc hội hài kịch đặc sắc cho sóng truyền hình Vĩnh Long. Cười sảng khoái với những nghệ sĩ hài. Nguồn gốc của cây mai mày ở đâu? Trồng cây mai ở Đà Lạt, chuyển xuống Bình Dương, bón phân, đi qua Thủ Đức để tỉa cành. Sôi động cùng các ca sĩ được yêu thích. Và mùa xuân biết em, thế nên có hoa thật là dễ thương. Bất ngờ với những chuyện lần đầu tiết lộ của các nghệ sĩ. Trời ơi, chị gần chợ mà em, một ngày chị đi biết bao nhiêu lần chợ. À, mình ra chợ rồi mình mua. Chị không có mua gì hết, tâm sự với bạn hả? Làng hài mở hội mừng xuân, hoành tráng, hấp dẫn, thú vị. Mời quý khán giả đón xem Làng hài mở hội mừng xuân, phát sóng vào lúc 21 giờ tối thứ tư và thứ năm hàng tuần trên kênh truyền hình Vĩnh Long 1 từ ngày 1 tháng 1 năm 2020.